Thưa quý vị, khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp không phải chuyện mới. Tuy nhiên, có những người trẻ với mong muốn phát huy tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp thành phố đã không ngần ngại mày mò, học hỏi để xây dựng những mô hình mới, vừa có giá trị kinh tế, vừa góp phần làm phong phú những sản vật địa phương. Điển hình như mô hình trại nuôi ốc bưu đen BD của anh Nguyễn Hữu Bổ và anh Trần Văn Dũng tại huyện Hòa Vang. Qua những lần gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp, cảm thấy phù hợp trong tính cách và hướng phát triển, anh Nguyễn Hữu Bổ và Trần Văn Dũng cùng là những người con của huyện Hòa Vang quyết định hợp tác với nhau để phát triển trại nuôi ốc bưu đen BD tại xã Hòa Khương như bây giờ. Mong muốn của hai người trẻ không chỉ dừng lại ở việc kiếm thêm thu nhập từ việc cung cấp tiêu thụ cho các quán ăn, nhà hàng, mà còn muốn người dân Đà Nẵng được sử dụng những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ chính quê hương của mình. Cái mô hình mà nuôi cá thì trước đây người ta nuôi nhiều nhưng mà bây giờ dường như là nó kém hiệu quả hơn, nên cái số lượng mà ao hồ mà người ta không dùng đến thì hiện tại ở huyện mình thì còn rất nhiều, cho nên đó là một cái tiềm năng lớn về cái địa điểm để mà mình nuôi con ốc. Cái thứ hai nữa là cái khí hậu ở chỗ ở huyện Hòa Vang mình thì nó rất phù hợp với lại con ốc phát triển. Ra ngoài chợ hoặc ra mình tất cả các nhà hàng là mình nhận biết được cái con ốc ở địa phương mình nuôi nó khác biệt với những con ốc ở trong các miền gửi về. Nên khi con ốc ở mình là kích thịt nó dài hơn, khi quá trình vận chuyển là nó gần hơn. Nên mình cảm thấy được là cái nguồn ốc nó chưa đủ. Nên thành ra là mình càng ngày càng phát triển lên để cho người địa phương mình dùng được con ốc của mình. Cơ bản là con ốc ở mình nuôi chủ yếu là mình nuôi hữu cơ, nuôi bằng rau, bèo chứ không có nuôi bằng bọt hay như các vùng khác. Trước khi hợp tác, anh Dũng và anh Bửu đã tự phát triển một mô hình nuôi ốc của riêng mình tại xã Hòa Tiến và Hòa Phú. Tuy nhiên không đạt được kết quả tích cực. Rút kinh nghiệm từ các mô hình trước, khi chuyển sang hợp tác tại trang trại chung, hai người đã không ngần ngại học hỏi thêm kỹ thuật và đầu tư các trang thiết bị như máy móc để cải tạo ao hồ phù hợp, hệ thống đo lường, theo dõi độ pH, các camera giám sát từ từng khu vực. Đến nay, doanh thu một ngày của trại rơi vào từ 50 đến 100 kg mốc. Mỗi kg mốc có giá từ 80 đến 100 ngàn đồng. Cái trại ở gần đây thì mình có 6 ao, còn trại Hòa Phú thì mình có 8 ao, trại Hòa Tiến mình có 7 ao. Thì mỗi ao nó rơi vào tầm 150 đến 200 m², còn mấy cái ao ở gần ở chỗ chúng ta đang đứng là tổng là đến một gần hecta, nên thành ra mà giờ đến bây giờ là ốc mình đầu ra là vẫn chưa đủ cho cái người địa phương bản địa mình dùng, nên mình tiếp tục mở rộng. Tuy là một mô hình mới nhưng trại nuôi ốc bưu đen được các đoàn thể địa phương quan tâm, tổ chức tham quan và đánh giá, nhất là hội nông dân các cấp. Nếu thuận lợi, sau khi mô hình phát triển hơn nữa, được công nhận về quy mô và chất lượng, có thể được hỗ trợ xây dựng thương hiệu của riêng mình. Đây cũng là định hướng phát triển ban đầu của trang trại. Chúng tôi dự kiến là sẽ trước mắt là sẽ nhân rộng ở chỗ cái khu thôn Quang Châu, thì coi như nó có dưới thủy thuận lợi hơn là dưới đó nó có đập đồng tréo là cái nguồn nước nó dồi dào và coi như nó sạch hồ đất, thành ra là nên phát triển. Thì trước mắt thì chúng tôi cứ nhân rộng dần dần. Nếu mà sau này cái mô hình này nó phát triển mạnh thì chúng tôi sẽ thành lập một cái tổ hợp nghề nghiệp để coi như là họ kết nối với nhau để mà coi như cùng nhau coi như là nuôi và coi như là tiêu thụ sản phẩm. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, những người trẻ với khát vọng khởi nghiệp làm giàu không hiếm để gặp. Tuy nhiên, mong muốn đưa sản phẩm địa phương vào ý tưởng khởi nghiệp. Tương tự trang trại nuôi ốc bưu đen BD của anh Nguyễn Hữu Bửu và Trần Văn Dũng là một điều rất đáng quý. Kỳ vọng với sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và các đoàn thể, các mô hình tương tự sẽ tiếp tục được phát triển và nhân rộng, qua đó góp phần phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện Hòa Vang nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.